1 hour later. Đây là ngay chỗ Vĩnh Kim á, ngay chạy Vĩnh Kim qua tí á, kéo bên á. Quý trường á, Vĩnh Kim kìa. Đó kia là giữa đường này, để ngửa đường. Nông xã. Đó, cũng vậy à. Bỏ đi nè, mình cây nè. Rồi hát. Ý chưa. Rồi. Rồi hát nè. Happy birthday to you. Kìa nhìn ốc kìa, nhìn ốc kìa, nhìn ốc kìa. Nhìn ốc kìa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngồi luôn rồi. Rồi thổi nè cây. Thổi, thổi. Thổi, thổi, thổi. Thổi, thổi. Thổi, thổi. Thổi, thổi. Thổi đi nè, thổi. Thổi. Thổi mình lên. Vỗ tay. Vỗ, vỗ tay. Thổi nữa không mẹ, cho thổi. Thổi nữa hả? Không, mẹ đâu rồi. Tắt đi luôn. Tính là cây to thì ngang theo cây. Hả? Thêm 2 cột thì còn 6 cây nhìn mà con nó đẹp. Nó về thì nó đẹp. Ê, đừng chạm vô, quéo ta. Rồi, dục. Đưa này. Nè, cầm. Rồi. Rồi. Nhưng mà tự nhiên cái giờ anh thiết kế là thêm một hàng cột ở chính giữa vậy nè. Không, không phải. Mà sao tự nhiên cái thiết kế là cột chính giữa vậy nè? Sao vậy ạ? Bây giờ mình có ra rồi đó. Biết được. Ồ. Là 5 mét. Là 6 hàng gian thì bây giờ mình phóng ra rồi đó. Biết được. Ồ. Là 5 mét. Là 6 hàng gian. 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 Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Được cái đường cũ á. Đường cũ. Trời ơi, okay. Không sợ luôn. Không cho vô tay đi. Quay đứa nó đây mà đi quay. Ừ. Quay vừa rồi mẹ cho nó giảm.
cao quá. Chân chị rồi chẹt luôn. Ôi lạnh quá ta. Lạnh. Quen hai chào hả bà con? Dương 7, Dương 7. À. Không tha điện. Sao vậy? Dương để xe vô nhậu luôn nha. Dạ, không có. Đồ lắm hả? Nặng đồ lắm. Đó nè, giờ ta lên nè, thấy không? Giờ nên ta lên nè. Chiều nay nè, chiều nay mới nhiều nè. Chiều nay là ta đi mới nhiều đó. Sao không cần ta nghỉ 3-4 ngày rồi. Đó, bây giờ chỉ cần ta đi nè. Đi đi xe máy gần lần cũng đi xe máy đó, kẹt đó. Thấy cây cột mà quẹo vô nhà rồi đó. Mà giờ mà không tới. 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ mới tới đó. Ghê thiệt. Cứ ngay một bình cá bè đó. Ừ. Đậu dưới này là nhìn lên thấy đó rồi. Mà chạy hoài không tới. Không tới. Còn miếng thôi chứ gì. Tới gần trung tâm là chợ An Thái. Có đèn nữa. Ủa, tối rồi hả con? Thì sao mấy á? Giờ nó mất đèn. Úi giời. Đây là trung tâm thương mại thị trấn An Biện. Các bạn
tiếc. Cái cầu đó làm đâu dưới 500 triệu. Chạy tiền tỷ chịu gì. Đèn thôi không, mấy ông tiền phải chạy tiền tỷ chứ. Có đi bóng gạo. Không phải tiền ổng đâu hả? 300 gram chứ nói chung là phải có. Có vậy anh đã là hơi quen lắm rồi. Một Phước Thạnh hả? Chùa này bị mất uy tín cũng lâu lắm giờ mới. Phục hồi đây hả? Đó chùa đó lớn. Đua xe đạp hả? Đi du lịch. À đi phố bằng xe đạp. Người Việt người ta đi phố. 5 minutes later. Vẫn là con đường cũ. Ý không đợi hả? Ê đeo có trang vô. Trang hả? Đâu rồi hả? Trời mưa. Con thấy đứa thằng đảng kìa nãy em kêu con. Má ơi. Má ơi. Đem cái dao cho đây mày chặt mía nè. Không rồi nè. Cắm dao vô thẳng vào nhà clip này nè rồi chặt mía. Ui. Ôi trời ơi. Sao? Cầm dao đi cẩn thận nha. Ôi ôi. Đâu mía đâu mía đâu. Ôi con cây ngã này dở xí. Wow. Con lôi lên thử cây cây đó con lôi lên thử coi giờ. Cây đó cứng không mình để đây nè. Nó bự. Dạ luôn hả dở kia. Được cây nè. Ừ. Cái khúc kia còn được không? Rồi. Khúc ra khúc đọt. Ghê quá à. Cây đó ngã đó con. Để mất lại. Ngã cây này cũng được, cây này cũng già nữa. Đây dính nha. Đây. Dưới mía. Ừ, ừ, nó mập cùi. Cảm ơn lấy ngọn gì trong nè. Mẹ? Dạ? Giờ mẹ của thằng cô Bi á, chứ chị đây có chỗ. Ờ, bà Duyên. Ờ, bà Duyên bà nhét. Hả? Hồi sọt vô trong kia luôn. Trời ơi, bên giường bà nhét ăn không hết. Quỷ thì dễ dữ lắm. Ngon phê lắm, đó còn săn sóc gì. Cái ngọt đâu mà. Cây nó già dạo kia. Cái này nãy ha. Ừ. Cái này cái đó là nãy vậy đó. Thằng này thằng đó đường á, thằng tây nè. Dục đi, dục đi, dục đi. Ừ, được nè. Ừ. Mấy cái tượng này thôi. Cái này thằng tây nè. Thằng lộn thằng đường với thằng tây đi. Ủa, đường này sao sao cũng giống tây luôn vậy? Cầm này anh ơi. Đi về. Hả? Chị. Anh
cái này nè. Vin. Này con cuốc đúng không? Con cò. Ăn cò. Ủa lộn. Con quốc đúng rồi nhá. Con này. Con bềm bẹp. Bềm bẹp. À con này nó ăn lăng cây này hả? Đó. Nè. Con chuột tàu á. Chuột tàu. Ok. Yeah.